Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thông tin đầu tiên của bản tin trưa ngày hôm nay thì xin gửi đến quý vị và các bạn một thông tin khá là vui. Đó là mới đây tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đã có 4 pha lập công trong trận đấu tập mới nhất của câu lạc bộ Cadiz. Như đã biết thì Hoàng Vĩnh Nguyên trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Sau sự thể hiện tốt ở lớp năng khiếu thì Hoàng Vĩnh Nguyên đã được đưa lên khóa 4 của học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG và sau đó thì tiền vệ này chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và có tên trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023. Thời gian vừa qua thì tài năng của Vĩnh Nguyên cũng đã lọt đến mắt xanh của các tuyển trạch viên của câu lạc bộ Cadiz. Tuy nhiên thì Hoàng Vĩnh Nguyên sang câu lạc bộ Cadiz của La Liga là theo dạng hợp tác, tức là Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ thi đấu tập cùng với câu lạc bộ này, cùng với đội B của câu lạc bộ này trong vòng một tháng. Mới đây nhất thì trong đội hình của đội tuyển U18 Cadiz khi đấu tập chia đội đấu tập nội bộ thì màn so tài đó đã có 4 bàn thắng được ghi và tất cả đều đến từ cái tên Hoàng Vĩnh Nguyên của Việt Nam. Màn trình diễn của Hoàng Vĩnh Nguyên đã khiến cho tất cả các cầu thủ của U18 Cadiz phải trầm trồ và thán phục. Như vậy là chỉ mất hơn một ngày di chuyển từ Việt Nam sang Tây Ban Nha, câu lạc bộ Cadiz đã muốn Hoàng Vĩnh Nguyên được nghỉ ngơi và tập luyện với giáo án phù hợp. Tuy nhiên thì cầu thủ này đề nghị là được tập với giáo án bình thường và cho biết là thể trạng của mình là hoàn toàn ổn để có thể thi đấu tập. Ấn tượng trước tinh thần của cầu thủ này thì ban huấn luyện của Cadiz đã tạo điều kiện cho anh và sắp xếp cho Hoàng Vĩnh Nguyên tập một buổi trọn vẹn cùng với đội U18 của họ. Và cuối buổi tập thì U18 Cadiz chia đội để đá đối kháng trên phạm vi sân nhỏ. Sau đó thì có 4 bàn thắng trong buổi tập đều được ghi bởi Hoàng Vĩnh Nguyên. Vào ngày tiếp theo thì Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ được đô lên đội tuyển B của Cadiz để tập luyện. Và mọi thứ chắc chắn là sẽ ở đẳng cấp cao hơn so với đội U18. Trong khi đó thì chia sẻ sau khi ghi được 4 bàn mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang Tây Ban Nha thì tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đã không giấu được sự vui mừng. Anh chia sẻ với báo chí là không ngờ mọi chuyện đã diễn ra nhanh và suôn sẻ như vậy. Các bạn thân mến, thực tế thì Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, tức là năm nay đã 21 tuổi, thi đấu với đội U18 của Cadiz và ghi 4 bàn. Thực ra thì điều này không nói được nhiều điều. Tuy nhiên thì đây cũng là một tín hiệu tích cực để cho cầu thủ của Việt Nam có sự tự tin để hoàn thành hết một tháng được ăn tập cùng với câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha và hy vọng là sau khi trở về Việt Nam thì Hoàng Vĩnh Nguyên có thể là sẽ cống hiến nhiều hơn, phát huy năng lực về chuyên môn, giúp cho câu lạc bộ của mình thi đấu tốt và có thể lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và Philippe Chuzier cho các đội tuyển U23 hay là đội tuyển quốc gia. Các bạn thân mến, chuyển sang một thông tin khác thì mới đây có một số tin đồn tiết lộ là tiền đạo Nguyễn Cô Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản và được cho là sẽ không về Việt Nam thi đấu. Cụ thể là tin đồn cho biết là Công Phượng dự định là sẽ cùng gia đình định cư ở Nhật Bản để kinh doanh và anh sẽ không trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp cầu thủ của mình. Tuy nhiên thì thực sự chưa biết tin đồn này mức độ chính xác đến đâu, nhưng có thể thấy là kể từ khi gia nhập Yokohama FC hồi đầu năm nay thì tiền đạo sinh năm 1995 của chúng ta mới được ra sân có 2 phút. Thời gian còn lại thì anh chủ yếu tập chay và ngồi xem các đội thi đấu. Trong khi đó thì cách đây chưa lâu, có thông tin là đã có nhiều đội bóng tại V-League muốn đưa Công Phượng về và nổi bật trong số này có câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hiện tại thì với Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là đội bóng cũ của Công Phượng, vậy nên nếu trở về thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi với Công Phượng. Về tình hình đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì loạt trận giao hữu trong tháng 10 tới đây chắc chắn sẽ là cơ hội để cho ông Philippe Chuzier có thể tìm ra đội hình mạnh nhất cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển. Và huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng ban huấn luyện của mình đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Còn nhớ là tại thời điểm mới tiếp quản đội tuyển quốc gia từ người tiền nhiệm Park Hang-seo hồi đầu tháng 3 vừa qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 23 cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cho AFF Cup hồi năm 2022 với lý do là những cầu thủ mà được huấn luyện viên trước đây dùng cũng là những cầu thủ tốt nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Tuy nhiên thì sau 6 tháng huấn luyện, triết lý của huấn luyện viên Philippe Chuzier đã được thể hiện rõ. Ông không tìm cầu thủ tốt thực chất là đến từ đâu và thuộc nhiều khía cạnh mà muốn có cầu thủ phù hợp, nỗ lực và có phong độ cao nhất ở thời điểm mà ông triệu tập. Trong hai đợt tập trung gần nhất, tức là đợt tập trung FIFA Days của tháng 6 và FIFA Days của tháng 9, thì huấn luyện viên người Pháp cũng đã triệu tập nhiều trụ cột trước đây. Nhưng song song với đó thì ông thầy người Pháp đã trao cơ hội cho một số gương mặt mới tại V-League, có thể kể đến như là Quang Nam, Thành Long, Lâm Tuy Phong hay là Tiến Anh.
Với sự xuất hiện của nhiều nhân tố ở lứa tuyển U23 trên đội tuyển quốc gia, dù phần lớn là cũng chưa chứng tỏ được nhiều về chuyên môn, cho thấy là huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng mạnh dạn mở cửa đón dòng máu trẻ để đảm bảo tính kế thừa cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như thời huấn luyện viên Parser, như chúng ta đã biết thì cầu thủ trẻ là phải chơi cực kỳ xuất sắc tại câu lạc bộ hoặc là các giải trẻ thì mới có cơ hội lên đội tuyển. Còn ông Philippe Chuzier thì khác, ông đã trao cơ hội cho các tuyển thủ mới, như chúng ta đã thấy là Tuấn Tài, Văn Toản hay là Văn Tùng mới đây. Dù vậy thì số lượng lớn cầu thủ đan xen với nhóm cũ và nhóm mới tại đội tuyển cũng khiến cho vấn đề định hình bộ khung nhân sự cũng như là lối chơi thực sự là không hề đơn giản. Ba trận gặp các đội Hồng Kông và Syria cùng với Palestine thì huấn luyện viên Philippe Chuzier đã sử dụng là ba đội hình khác nhau. Dù về cơ bản bộ khung vẫn là ba trung vệ mà đội tuyển Việt Nam quen thuộc trước đó. Với việc là liên tục thử nghiệm trong những trận đấu cũng như là các đợt tập trung giúp cho ban huấn luyện tạo động lực cạnh tranh cho các cầu thủ phát triển thêm nhiều ý tưởng chơi bóng khác nhau cũng như là đánh giá toàn diện về mặt năng lực của từng cái tên. Tuy nhiên thì đây không phải điều đơn giản với ông Philippe Chuzier, là sau 3 trận đấu thì chưa nhiều cầu thủ thực sự là nổi trội, cho thấy là màn trình diễn còn chưa thuyết phục khi đặt vào lối chơi kiểm soát bóng. Đơn cử như trận đấu vừa qua, trận đấu mới nhất mà chúng ta thắng Palestine 2-0 thì dù Công Phượng hay là Văn Toàn in dấu giày vào các bàn thắng của đội tuyển, nhưng ông Philippe Chuzier vẫn đánh giá là cả hai cầu thủ này chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thay đổi vai trò của Quang Hải, Hồng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh và sử dụng nhiều cầu thủ khác ở cùng vị trí cũng cho thấy là dường như huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn chưa có đội hình ưng ý nhất. Trong khi đó thì chỉ còn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2026, tức là vòng loại thứ hai với các đối thủ là Iraq, Philippines và rất có thể là Indonesia. Các trận đấu ở vòng loại thứ hai này thì sẽ diễn ra từ tháng 11 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024. Mỗi đợt tập trung FIFA Days sẽ thi đấu 2 trận. Khác với AF Cup hay là Asian Cup thì vòng loại World Cup là chiến dịch kéo dài và dàn trải mà các đội tuyển thì có thể điều chỉnh lực lượng linh hoạt cho phù hợp từng trận đấu thay vì là phải thi đấu cả giải với một lực lượng cố định. Song thì với việc định hình bộ khung và lối chơi là điều cần thiết với đội tuyển Việt Nam để cho chúng ta sớm đi vào quỹ đạo thì về trên lý thuyết là việc nằm ở bảng đấu có 4 đội sẽ dễ thở hơn so với bảng có 5 đội như ở vòng loại World Cup 2022, do là tỷ lệ cạnh tranh đương nhiên là sẽ thấp hơn, nhưng thì ít đội bóng đồng nghĩa với cơ hội sửa sai là sẽ ít hơn. Tại vòng loại World Cup 2022, như chúng ta đã thấy thì đội tuyển của chúng ta có 8 trận để tính toán vừa đá vừa điều chỉnh. Còn tại vòng loại tới đây thì thầy trò ông Philippe Chuzier chỉ có 6 trận. Trước mắt là 2 trận gặp Philippines tại sân khách và Iraq ở sân nhà vào tháng 11 này. Tức là nếu chơi không tốt vào tháng 11, có thể hiểu là 1/3 số trận của vòng loại thứ hai thì đội tuyển của chúng ta có nguy cơ là sẽ bị sa lầy. Đội tuyển Việt Nam như vậy là phải cần tăng tốc, đảm bảo tốc độ, tích lũy điểm số ngay từ chặng mở màn, vì là mọi cú vấp ngã ở giai đoạn này đều để lại hậu quả tai hại. Ngoài ra thì ngay sau 2 trận vòng loại, tức là trận đấu gặp Philippines tại sân khách và trận gặp Iraq tại sân nhà của vòng loại World Cup vào tháng 11 thì đội tuyển của chúng ta ngay lập tức tham dự Asian Cup 2023. Giải đấu này diễn ra vào tháng 1 năm 2024, nơi mà Nhật Bản, Iraq và Indonesia đang chờ sẵn thầy trò ông Philippe Chuzier. Bảng đấu rất khó tại Asian Cup với những đội hàng đầu, đòi hỏi ông Philippe Chuzier phải sớm định hình nhân sự và có kết quả tốt. Việc vòng loại World Cup 2026 hay là Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024 là xen kẽ nhau, liền kề, đòi hỏi các đội tuyển là phải có sự chuẩn bị tốt cả về lực lượng nhân sự, chiến thuật, đấu pháp lẫn chiến lược. Thất bại tại sân chơi này thực sự là tạo thành hiệu ứng domino và có thể ảnh hưởng đến tâm lý ở các sân chơi khác. Do đó là tháng 10 tới, tức là với 3 trận giao hữu là khoảng thời gian vàng để cho ông Philippe Chuzier có thể định hình xong bộ khung. Dù khó nhưng thực sự thì đó là nhiệm vụ bắt buộc ông phải hoàn thành trước chặng đường đầy khó khăn, tức là trước khi bước đến vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.